Hướng dẫn các bạn làm cái cây tuyết nhé. Chúng ta bôi các cái chất kéo dính vào cây. Chúng ta lấy một cái thân cây khoảng cao, cái cành nó có nhiều cành nhá, xòe ra nó càng đẹp. Đấy, bôi các chất vào. Đấy. Bôi kỹ vào. Nhưng không, tôi làm một mặt rồi. Đấy, còn đây là keo này. Keo dính. Đấy. Để làm gì chúng nó bôi. Bôi vào đây. Đấy, tí nó ráo ráo tí nó bắt đầu. Gãy mất. Chỗ nào nó thừa thì ta cho vào, gọi là cái bông tuyết. Bông tuyết. Các cành bé này càng tốt càng đẹp. Đấy. Cành bé này càng đẹp này. Bôi vào. Chính ráo này. Chính dễ lắm. Bôi đều hết nhé. Cành bé này, cành bé này. Quét này. Cứ quét đều các chất kết dính này. Đấy, dựa vào một chỗ không tốt đổ ngay. Đấy, nó có các cái cành này càng tốt. Ui đổ đổ giữa chỗ không tốt nữa. Đổ đấy bây giờ đổ đây nha, ví dụ bôi được đến đây rồi thì chặt kỹ mà không bắt đầu chúng ta sẽ lấy bông. À, lấy cái găng tay. Đó. Vừa quay vừa làm rất là khó. Đây, đây găng tay mấy cái ni lông chúng ta làm. Giáng sinh sắp đến rồi, nhà làm cây đây nhá, ba tay đây. Đó. Mình cây là nguyên liệu bông tuyết đây, đó nguyên liệu đây, chúng ta đặt nó xuống đây, lấy gắn vào.
này thôi, cái này chúng ta gắn vào bóc thôi. Đấy. Tiếp. Đoạn này chúng ta phải mới bôi thì nhựa ngắn tiếp. Càng kín nó càng đẹp. Nhiều bạn chưa biết làm rồi đấy, video hướng dẫn hay là thì ngắn tiếp ạ. Cây nó càng nhiều cành càng đẹp nhé, nhiều cành xòe càng đẹp. Sơ qua thì cây đã đẹp lắm rồi, chưa kỹ đâu, chưa được kỹ lắm, cứ thế làm thôi các bạn, cứ thế làm thôi. Chỗ nào chỉ được cái tận điểm nó vào, điểm danh nó vào được ngay gì đâu. Điểm này vào nói chung là cũng gọi là tạm tạm mình nha, tí nữa cây nó vút lên bầu trời. Tiếp tục phết nó vào đây đã, cành con nó càng đẹp, càng ra nhiều cành con càng đẹp. Đến bây giờ là làm rồi, xong rồi quay hẳn một video. Một tay làm khó lắm, nhưng đó là quay ra là rất khó.
càng cây bé này, cành bé lại càng đẹp đi. Càng cành bé nó càng nó giòn, các cành bé thường nó khô mất rồi. Nhìn thì có vẻ nó rất đẹp. Thôi, hướng dẫn có qua thôi, lúc nào mà xong thì chúng ta lại tôi sẽ quay hẳn cái video xong đấy, chỉ đây thôi, nguyên liệu của nó đây là cái chất keo, keo này ta bôi hết lên đây đều lên thân cây, cái này bôi đều lên xong rồi bông tuyết vào nhé. Chào các bạn nhé.